Nè nè nè, trong lúc trâu đang ăn cỏ, hậu mấy tụi mình chơi đồng rắn lên mây đi. Ok được rồi. Vâng, bạn làm thầy thuốc nha. Còn mình sẽ dẫn đầu rồng rắn. Thank you.
giờ chúng ta về nhé. Dạ đi về. Về 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 đây, về về thôi. Kèo giống mãi to quá. Nay rồi nặng nó trên tay rồi em. Tại gì đâu chị ơi, mãi to là mỗi tay đó chị. Tôi tưởng anh theo tay luôn rồi chứ. Ghét bụng hết, ở đó mà theo tay. À, chị Bảy ơi, chị Bảy. Dạ, cái tối vậy. Hôm nay bán ế ẩm quá chị ơi, hôm nay chị họp bài cho vui đi chị. Trời ơi, anh kẹo tôi à, tôi nào biết hò. Ê, cô chú này hò hay lắm nè. Vậy cô chú hò cho vui đi con chú. Rồi, được rồi, để tôi hò cho bà nghe nghe. Hò tóc em dài, sao em không bơi để chi dài hò, để chi dài bối rối già. Anh hai ơi anh nghe đấy nè, hò tóc em dài quá thiên lý, anh nó làm gì cho bố. Qua cúc vàng nở ra qua cúc tiên, em có chồng rồi đã yếm cho anh. Qua cúc vàng nở ra qua cúc xanh, yếm em mặc yếm gì anh. Chưa rồi, tụi mình đi bán tiếp đi. Chào mọi người, tụi mình đi nha. Ờ, thôi, thôi, thôi.